Vâng, Đăng Trần phải không? 40 phút một ngày mới ngon phải không? Má ơi, 40 phút là coi như biết bao nhiêu, là bao nhiêu thời gian đó. Điên cuồng đó cậu, nhưng mà hôm nay cũng 40 phút, gần 40 phút. Thêm tập này nữa là đúng rồi, là gần 40 phút còn gì nữa. Nghe. Chân mệnh đế tiên, tập 528. Cũng là tin võ truyền kỳ, chương 3733 đến chương 3739. Vũ Nhi, chuyện gì mà tức giận như thế chứ? Nam Minh Ngọc Thu lời nói vừa dứt, một giọng nữ mờ mịt liền truyền vào bên trong rừng trúc. Lời còn chưa dứt, kết giới liền bị phá ra. Một người liền tiến đến. Đó là một nữ tử áo xanh, có thể nói là phong hoa tuyệt đoạn, tư sắc cũng không thua kém gì Nam Minh Ngọc Thu một chút nào. Chính yếu nhất chính là tu vi của nàng cao đến mức dọa người, chính là một tôn chuẩn đế. Bái kiến chủ mẫu. Mắt thấy người vừa tới, Nam Minh Ngọc Thu bận bịu hoảng sợ tiến lên hành lễ, cùng cùng kính kính. Không cần đa lễ, nữ tử áo xanh cười một tiếng, chi quang của đôi mắt đẹp liền rơi vào trên thân Diệp Đế Hào. Nghe nói con đã từ chối thần tử ba đại thánh địa cùng rất nhiều đại thánh, lại là muốn gặp vị tiểu hữu này, lão thần rất là mới lạ. Bây giờ xem ra ánh mắt của con rất tốt đó. Vãn bối Diệp Đế Hào xin ra mắt tiền bối. Diệp Đế Hào ho khan một tiếng, cũng vội vàng hoảng sợ tiến lên hành lễ. Hoàng cổ thánh thể. Thần tàng của ngươi đâu? Vì sao chỉ có bản nguyên? Nữ tử áo xanh ưu nhã ngồi xuống, rất hứng thú nhìn xem Diệp Đế Hào. Chẳng lẽ sinh ra liền không được truyền thừa thần tàng hay sao? Cái này nói đến liền rất dài. Diệp Đế Hào cười khan một tiếng. Chúng ta vẫn là nói chuyện khác đi. Thí dụ như nói ta muốn thay Hoa Vũ chuộc thân. Thí dụ như nói số tiền chuộc này có thể châm trước cho ta một chút hay không? Diệp Đế Hào một câu lập tức đem nữ tử áo xanh chọc cười. Nàng đều chưa từng thấy qua một chuẩn thánh hiếm thấy như thế, lại dám cùng một chuẩn đế cò kè mặc cả, mà lại mở miệng liền phải là hoa khôi nhà nàng. Người muốn được châm trước như thế nào? Sau khi cười xong, nữ tử áo xanh lại hứng thú nhìn xem Diệp Đế Hào. Ta chỉ có như vậy thôi. Diệp Đế Hào trên mặt đau buốt đưa ra túi trữ vật của bản thân. Không đủ. Nữ tử áo xanh nhìn cũng chưa từng nhìn túi trữ vật kia, trực tiếp cười lắc đầu. Ta thật sự không còn gì. Vậy liền muốn giúp mà chẳng giúp được rồi. Đừng à, lại thương lượng một chút à. Diệp Đế Hào xoa xoa đôi bàn tay. Hay là ghi phiếu nợ cũng được à. Người nếu là bỏ chạy không trở lại đây, ta làm sao tìm được người để đòi chứ? Nữ tử áo xanh một tay chống cằm, nở nụ cười xinh đẹp, mỉm cười nhìn nhìn xem Diệp Đế Hào. Huyền hoang này lớn như vậy, tìm ngươi quá khó à? Tìm ta không khó đâu, có thể tìm chư thiên kiếm thần, ta cùng ông ấy rất quen biết đó. Diệp Đế Hào nhếch miệng cười một tiếng. Còn có Côn Lôn Hư, Thần Điện, Đại La Chư Thiên cùng Đại Hạ Hoàng Triều, nói tên của ta ra, bọn hắn đều sẽ cho chút mặt mũi, bọn hắn đều còn nợ ta một món nợ ân tình đó. Đều nói đến nhiều người như vậy, vì sao không nhắc tới lục đạo? Nữ tử áo xanh ung dung cười nói, tiền tổ nhà ta tính tình không được tốt cho lắm đâu. Diệp Đế Hào ý tứ sâu xa nói một tiếng, lại bắt đầu phun tung tóe đầy trời. Ngài ấy nếu như biết được có người truy sát ta đòi tiền, liền sẽ bão nổi. Ngài ấy cái người này làm việc luôn luôn trâu bò, nếu như lại chạy đến thành đế vương tìm tiền bố ngài tính sổ, vậy coi như là không tốt à. Tiền tổ nhà ngươi cũng không phải là chưa từng tới đây, hắn hù dọa lão thân nhưng không xài được chiêu nào. Thế nào, tiền tổ nhà ta còn từng tới thành đế vương làm loạn hay sao chứ? Diệp Đế Hào kinh dị nhìn xem nữ tử áo xanh. Đừng đánh trống đảng, nói tiền chuộc thân đi. Nữ tử áo xanh bưng chén trà lên, khẽ nhấp
Nhẹ khấp khẽ nhấp một tiếng, một miếng. Tiền chuộc không đủ, có thể dùng thêm thứ khác. Thí dụ như nói, máu hoàng cổ thánh thể của ngươi. Ta liền biết, muốn lấy máu của ta mà. Vậy ngươi xác nhận, không đáp ứng hay sao? Nữ tử áo xanh mỉm cười nhìn Diệp Đại Hào, ấn. Diệp Đại Hào lắc đầu lia lịa, tựa hồ hiểu được nữ tử áo xanh đang suy nghĩ cái gì. Sảng khoái. Ta đã nói, chuột ngươi sẽ phải tiêu hết cả tiền vốn của ta. Ngươi có thể cho ta ngủ một đêm hay không? Diệp Đại Hào ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn về phía Nam Minh Ngọc Thu. Cút! Nam Minh Ngọc Thu nổi giận. Dám ở ngay trước mặt lão thân đùa bỡn với Vũ Nhi nhà ta. Bên trong cấp chuẩn thánh, ngươi là người thứ nhất à? Nữ tử áo xanh mỉm cười, liếc nhìn qua Diệp Đại Hào. Càn đảm này so cùng Lục Đạo thật là giống nhau đó. Đùa chọc cười hai người một chút mà thôi. Diệp Đại Hào cười ho khan một tiếng, nháy mắt trở nên trung thực hơn rất nhiều. Trẻ tuổi chính là rất tốt. Nữ tử áo xanh lần nữa cười một tiếng, có chút đưa tay phất qua thánh khu của Diệp Đại Hào, nhưng lại chỉ nhiếp ra ba giọt thánh huyết dung nhập vào bên trong một đóa liên hoa thánh khiết. Liền những ba giọt sao? Diệp Đại Hào sửng sốt một chút, như thể có chút vượt quá dự liệu của anh. Nhiều hơn cũng vô dụng. Nữ tử áo xanh chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn Nam Minh Ngọc Thu. Năm đó con chỉ có 10 tuổi, thoáng qua đã 200 năm. Vũ Nhi nhà ta cuối cùng vẫn là muốn bỏ ta mà rời đi. Tri ân dạy bảo của chủ mẫu, Hoa Vũ vĩnh viễn không quên. Nam Minh Ngọc Thu bận bịu hoảng hốt lại thực hiện đại lễ. Trước khi rời đi, chủ mẫu lại cho con một cơ duyên, coi như là của hồi môn lão thân cho con. Nữ tử áo xanh cười ôn hòa, tay ngọc thon thon nâng lên đóa bạch liên hoa phong ấn thánh huyết kia, nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu Nam Minh Ngọc Thu, đem đóa bạch liên hoa kia dung nhập vào trong cơ thể Nam Minh Ngọc Thu. Đột nhiên thông suốt rồi. Diệp Đại Hào đôi mắt nhắm lại một chút, nháy mắt xem như đã hiểu ra. Dùng ý của nữ tử áo xanh, bà muốn lấy đạo tắc chuẩn đế cùng bản nguyên thánh huyết thay Nam Minh Ngọc Thu cảm hóa, cất giấu thần tàng. Phải nói rằng huyết mạch của Nam Minh Ngọc Thu cũng thật là đặc biệt kỳ dị, chỉ ít anh không thể nào phá vỡ. Truyền thừa huyết mạch như thế, chỗ cất giấu thần tàng là vô cùng to lớn. Huyết mạch càng cường đại thì thần tàng liền càng khó cảm hóa. Nữ tử áo xanh chính là muốn dùng đại thần thông của mình vì đó mà dẫn dắt cảm hóa thần tàng. Đích thực là tạo hóa. Diệp Đại Hào hít sâu một hơi, liền trốn ở một bên xa xa. Tiểu gia hỏa, chớ có phụ bạc Vũ Nhi nhà ta đó. Một thanh âm mời bịt lập tức truyền vào lỗ tai của anh, chính là nữ tử áo xanh kia. Lấy thần thức để truyền âm, người ngoài là nghe không được. Tiền bối, đừng nói giỡn chứ. Hai người chúng ta chỉ có quan hệ rất đơn thuần thôi. Diệp Đại Hào không khỏi vội ho một tiếng. Nữ tử áo xanh mỉm cười không nói gì. Đạo tắc chuẩn đế hóa thành một chuỗi dây xích trật tự bay vào trong cơ thể Nam Minh Ngọc Thu, cùng bản nguyên thánh huyết dung nhập giúp nàng thức tỉnh thần tàng. Thật đúng là huyền diệu, thần thông của nữ tử áo xanh hoàn toàn chính xác, có tác dụng. Nam Minh Ngọc Thu toàn thân đều nở rộ tiên quang, tiên hà hoa mỹ bay lượn, một cổ lực lượng thần bí mà cường đại đang chậm rãi khôi phục. Tốc độ tuy chậm, nhưng cổ huyết mạch thần tàng kia lại là để cho người có cảm giác áp chế sâu sắc. Diệp Đại Hào ẩn ẩn mở ra tiên nhãn, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Nam Minh Ngọc Thu, muốn xem thần tàng của nàng. Chỉ có thể để anh tiếc nuối chính là anh nhìn thấy chỉ là một mảng mây mù hỗn độn. Bất lực, anh đành thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng rời khỏi khu rừng trúc nhỏ, mang theo bầu rượu tại bốn phía cái biệt uyển này tản bộ, khi thì cũng sẽ tiện tay hái một hai quả linh quả, nhìn thấy kỳ hoa dị thảo cũng sẽ rất tự giác lấy đi hai ba gốc. Giờ phút này anh chính là một kẻ nghèo hèn, thấy cái gì cũng đều là bảo bối. Không thể không nói, bên trong cái biệt uyển này thật là có không ít bảo vật, anh nhìn mà hoa cả mắt.
cho nên anh rất không có liêm sĩ. Nữ tử áo xanh giờ khắc này đang vì Nam Minh Ngọc Thu mà cảm hóa thần tàn, cũng không có rảnh rỗi để ý tới anh. Anh rất tự giác, không hề coi mình là người ngoài, thích cái gì liền lấy cái đó. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đang lúc anh để mắt tới một gốc linh thảo tự sắc trong cõi u minh, hình như có một thanh âm vang lên quanh quẩn tại bên tai anh, vô cùng mờ mịt mà lại rất cổ xưa. Ai? Diệp Đại Hào đột nhiên xoay người trở lại, lông mi hơi nhíu lại, đảo mắt nhìn tứ phương nhưng cũng không nhìn thấy người nào. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm kia vang lên lần nữa, vẫn mờ mịt như cũ, cũng vẫn là cổ xưa như cũ, ngữ khí cũng không uy nghiêm, thậm chí còn là ôn hòa, có thể xác định chính là một lão giả. Bỗng nhiên anh vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía hư vô mờ mịt, dường như có thể thấy cách 10 vạn trượng, nhìn thấy ấn đế vương treo tại cao thiên thiên khuyết. Anh cực kỳ chắc chắn rằng thanh âm kia là từ nơi nào truyền đến, càng nói đúng hơn, thanh âm kia chính là xuất phát từ ấn đế vương thiên khuyết kia. Mới rồi là ngươi nói đúng không? Diệp Đại Hào thăm dò nhìn xem đế khí đại đế trên thiên khuyết. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ấn đế vương khẽ run lên, có pháp tắc đạo đế đạo bay múa, toàn thân đều tràn đầy khí tức đế vương, mỗi một sợi pháp tắc đều có thể uy áp hạo vũ chư thiên, có chi uy đế vương hiển hóa. Ngươi biết ta sao? Diệp Đại Hào nhíu mày một cái, vẫn như cũ nhìn chằm chằm ấn đế vương thiên khuyết. Chỉ là câu hỏi lần này của anh tuyệt nhiên không nhận được lời đáp lại từ ấn đế vương thiên khuyết. Nó chính là như vậy, treo tài hư thiên, đế khí tràn đầy, pháp tắc đế đạo xen lẫn, trấn áp phiến thiên địa này. Diệp Đại Hào không hiểu ra làm sao, không ngừng kêu gọi, nhưng đế ấn vẫn như cũ, không hề đáp lại, tựa như đây hết thảy đều là huyễn cảnh. Cái gọi là lời nói mờ mịt kia, dường như phản phất chính là anh đã tự phán đoán ra. Kỳ quái, lắc lắc đầu, anh cuối cùng thu lại ánh mắt, tiện tay hái đi gốc linh thảo tự sắc kia, sau đó đi thẳng đến khu rừng trúc nhỏ mà đi, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Quả nhiên, mới tiến vào khu rừng trúc nhỏ, liền thấy nữ tử áo xanh thu lại ngọc thủ, phun ra một hơi khí tức vẫn đục thật dài. Dù tu vi nàng là cấp chuẩn đế, nhưng gương mặt cũng có chút tái nhợt. Lại nhìn sang Nam Minh Ngọc Thu, cũng có sự lột xác không nhỏ. Thần tàng vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng huyết mạch lại làm cho thánh huyết của anh đều rung động. Cổ cất giấu lực lượng kia vẫn thần bí mà mênh mông như cũ. Thấy thế, Diệp Đại Hào không khỏi gãi đầu một cái. Hết lần này tới lần khác, anh chỉ nhận truyền thừa bản nguyên của hoàng cổ thánh thể, cho đến bây giờ đều chưa từng thấy qua thần tàng. Theo anh xem ra, thần tàng của thánh thể nhất định là bá đạo. Đa tạ chủ mẫu. Nam Minh Ngọc Thu tỉnh lại một lần đối với nữ tử áo xanh là một tông đại lễ. Đôi mắt đẹp giống như nước kia của nàng càng lộ ra vẻ trong veo, không hề mang theo mảy may chút ô trọc nào của trần thế. Thường xuyên trở lại thăm ta một chút. Nữ tử áo xanh mỉm cười hiền lành, nói xong liền đem túi trữ vật mà Diệp Đế Hào đưa cho nàng đút cho Nam Minh Ngọc Thu. Tiếp theo thở dài một tiếng, liền chậm rãi tiêu tán. Trước khi tiêu tán hoàn toàn, bất quá vẫn không quên dùng ánh mắt ẩn ý cùng vui mừng nhìn thoáng qua Diệp Đế Hào con hàng kia. Chủ mẫu nhà ngươi đối với ngươi rất tốt à? Diệp Đế Hào chậm rãi đi tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Năm đó nếu không phải là chủ mẫu nhặt ta trở về, ta hơn phần nữa đã chết rồi. Nam Minh Ngọc Thu mỉm cười. 200 năm là nàng dạy ta ngộ tâm tu đạo, truyền cho ta rất nhiều bí pháp vô thượng. Thật may mắn. Diệp Đại Hào cũng thở dài một tiếng. Lúc nào cũng có chuẩn đế khiến cho anh đột nhiên thông suốt. Ê, túi trữ vật trả lại cho ngươi này.
Nam Minh Ngọc Thu tiện tay đem túi trữ vật của Diệp Đại Hào trả trở về. Hành vi này của ngươi ta rất thích đó. Diệp Đại Hào nhếch miệng cười một tiếng, rất tự giác tiếp nhận. Nhân sinh thực sự là thay đổi rất nhanh. Mới vẫn là kẻ nghèo hèn, trong một cái chớp mắt này hầu bao lại phồng lên, lại có thể lướt sóng khắp nơi rồi. Đi thôi. Nam Minh Ngọc Thu không cao hứng cho lắm, liếc qua con hàng này, quay người di chuyển nhẹ nhàng bay đi. Một hai bước đạp xuống, Trang Dung cũng theo đó mà biến ảo, chính là nữ giả nam trang. Vốn là dung nhan tuyệt thế, sau khi nàng nữ giả nam trang cũng như Cơ Tuyết Băng, đẹp trai một cách đáng hận. Thật thú vị. Diệp Đào thở dài một tiếng. Trong trí nhớ của anh, nữ tử tại Cố Hương đại sở của anh cũng chỉ có Nam Minh Ngọc Thu cùng Cơ Tuyết Băng là thích nữ giả nam trang. Anh cũng đã sớm thành thói quen. Hai người một trước một sau từ thiên môn của biệt uyển tiến vào thanh lâu, tuyệt nhiên không gây ra sự chú ý của tứ phương. Trong màn đêm, thanh lâu là náo nhiệt nhất, mây mù lượn lờ, mùi hương nữ tử tràn ngập. Không có hoa khôi múa lượn, nhóm nam tu vẫn chơi sung sướng như cũ, bởi vì nơi này vốn là thiên đường của bọn hắn. Thấy sự rầm rộ này, Nam Minh Ngọc Thu không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thật không biết chủ mẫu đường đường là một tôn chuẩn đế, vì sao lại muốn mở một tòa thanh lâu như thế này, mà nàng chính là đã ở đây sinh sống 200 năm. Nàng cũng không hiểu rõ, Diệp Đại Hào cũng không hiểu rõ. Chẳng lẽ vén vẹn chỉ là vì để kiếm tiền hay sao? Chẳng qua có vẻ như chuẩn đế không thể nào thiếu tiền. Đã là không thiếu tiền thì đó chính là thú vui, hơn phần nửa lộ ra làm người ta nhức cả trứng. Bên này, Kỳ Vương cùng Cơ Tích Băng còn đang chờ đợi anh. Kỳ Vương vẫn như cũ, một lúc chơi với cả hai nữ tu. Cơ Tích Băng liền lại càng không cần phải nói, vẫn còn đang vùi đầu nhìn sách không có chữ, từ đầu đến cuối đều không thấy ngẩng đầu lên. Nam Minh Ngọc Thu nhìn sang Kỳ Vương, ánh mắt liền rơi vào trên thân Cơ Tích Băng, sửng sốt nhìn 2-3 giây. Lúc này mới thần sắc kỳ quái nhìn về phía Diệp Đại Hào. Nàng là Cơ Tuyết Băng, đúng không? Đúng như lời người nói đó. Diệp Đại Hào nhún vai, chẳng qua vẫn còn chưa giải khai trí nhớ kiếp trước. Lại mang theo bạn gái đi đến dạo trước thanh lâu, ăn no rỗi việc hay sao? Nam Minh Ngọc Thu nhìn Diệp Đại Hào như nhìn kẻ hiếm có khó tìm. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không biết Diệp Đại Hào còn có thú vui dắt bạn gái đi dạo thanh lâu. Là nàng nhất quyết phải đi vào đó, ta cũng không có kéo nàng theo, không thể trách ta. Diệp Đại Hào một mặt xem thường, lại nói còn không phải là vì tìm ngươi, nếu không ta có là quỷ mới chạy tới đây đốt tiền. Kiếp trước trói buộc nàng, hiện tại mang nàng đến thanh lâu, lại tìm không ra hạng người tài này như ngươi đâu. Đừng nói những thứ vô dụng này nữa, nói nghiêm chỉnh à. Diệp Đại Hào nói xong, phất tay lấy ra một cái túi trữ vật đút cho Nam Minh Ngọc Thu. Trong này có ngọc giản, có phong ấn linh hồn và mở ra tiên quan ký ức cho người chuyển thế. Nếu như gặp người tương tự, có thể bóp vỡ ngọc giản để thăm dò. Huyền hoang vô biên vô hạn, tụ họp ở nơi nào à? Nam Minh Ngọc Thu tiếp nhận túi trữ vật. 100 năm về sau, tại Côn Luân Hư. Diệp Đại Hào mỉm cười một tiếng, chỉ mong khi đó mệnh ta vẫn còn. Nếu như vậy, 100 năm sau gặp lại. Nam Minh Ngọc Thu mỉm cười quay người rời đi, nhưng đi ra 2-3 bước thì đột nhiên quay người lùi lại, làm cho Diệp Đại Hào bị dọa đến toàn thân giật bắn mình. Thưởng cho ngươi một nụ hôn